Trong lúc đang chào mọi người xong việc nhậu, con bảo lãnh cha mẹ là nó hai chuyện là con chuyện chờ dạ. Ba Tèo đang đổ rác xong để nhậu. Quay gửi chính. Con lau nhà trước giùm ba một nước rồi đó, rồi con đổ nước rồi lát nhậu xong đi rồi lau nước sau. Gì? Con nói con lau bộ uống nước đầu rồi lát nhậu xong uống lau nước sau. Lẹ đi, vô lẹ đi. Con bộ khỏi lau không được nữa. Lau nước đầu đó. Ờ khỏi cũng được nữa. Khỏi. Ờ cãi bà đi có một. Khỏi lau mà. Chị khỏi lau luôn. Sao? Sáng nào.